Yes. Và hôm nay mình cũng sẽ bình chọn lớn tiếp nha các bạn. Tùy thưa ba mẫu chất. Và cái chim bồ câu ấy đang chủ động phòng thủ. Và cái con chim bồ câu vàng kia đang rất là phòng thủ. Và cái chim bồ câu ấy đã bắt đầu tấn công rất dồn dập và con bồ câu đã bị áp đảo bởi cánh chim bồ câu ấy. Và cánh chim và bồ câu đó chính là cánh chim bồ câu ấy. Vì sao? Vì nó rất mạnh. Ta sẽ chứng kiến một trận tiếp theo là so và cánh chim bồ câu. Vì thưa ba mẫu sức. Và chúng ta đã thấy rằng lò xo ảnh nhất mới 2 phát, 3 phát. 3 phát là ảnh đã lưng lửng rồi. Và lò xo của ảnh đã bị bùng cháy bởi 5 phát chặn nhẹ. Quá yếu đi các bạn. Quá chó không. Ok cảm ơn. Và chúng ta sẽ thấy cái con nhỏ con quá yếu này đâu như là cái con quá mạnh này. Rồi thưa ba mẫu sức. Và chúng tôi sẽ bình luận tiếp là tôi đã cái trận này đã có này không giống như bay rồi đấy. Qua một cú hồng rừng không rừng sát chút nào. So what's up? Đây quả rồi thôi, đừng có đấu nữa, biết ai thắng rồi nha các bạn. Chưa quan và chúng ta đã biết người thắng là ai rồi. Cái đế cao su rất yếu nha các bạn. Mình khuyên các bạn đừng mua những con đế cao su như là Longinus nè. Cái con Longinus rồi sao cái con và chúng ta sẽ ăn thắng. Và cái con chính hơn mình. Yếu đó. Ý dạ. Tại vì nó không có cái này, nó có một bên sắt và một bên rồi. Này cho nên nó mạnh hơn hồi lúc trước. Thôi. Các bạn hiểu không? Thôi bình luận viên bị trớ lại, cứu lại thôi. Chúng ta sẽ là một cú lợi. Bình thường và ngẫu sắc. Và chúng ta đã được trận đấu tiếp theo. Và trận đấu này và các bạn thấy là một cái chim bảo lốc rất là mạnh, đang cũng hết phòng thủ và tấn công, nhưng phòng thủ rất là mạnh rồi. Nhưng thánh thiên cực địa không thể chịu cái phòng thủ đó và đã chờ đã đúng rồi tấn công và đã rung bỏ đi chém nó càng nhiều càng tốt đúng. Và chúng ta đã biết người thắng rồi, thánh thiên cực địa đã rung nhưng cái con này nó quá là yếu. Quang cầu sô chỗ nào. Và chúng ta sẽ đến trận tiếp theo. Chúng ta tôi hôm nay tôi cũng hơi bởi vì hai con này hơi nhan tài đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ đấu nào. Chưa gần gần chưa. Và chúng ta đến trận tiếp theo. Trận tiếp theo ai sẽ là người thắng đây? Chúng ta sẽ xem tiếp. Ba cái con màu nhiều thì nhiều lớp sắt đã phòng thủ rất mạnh. Đến khi cánh chim bảo lốc đã bị rung yếu bởi nó vì nó quá đẹp. Đi. Rồi thôi. Chưa ai sẽ đấu đây. Và nó đã bị cưỡng chế bởi lớp sắt của con này quá bự quá là nặng đi. Tùy giờ hoàng gọi sơ gọi sơ tùy giờ hoàng gọi sơ. Cái chim bảo lốc đang phòng thủ và bất một ít tấn công. Và cái chim bảo lốc đang tấn công về cái chim bảo lốc thường. Trời ơi nhất cái con mà nhất máy cắt ép mà chơi với lại cắt thường thật là nhục nhã quá đi. Trận chiến này cũng đang rất là gay cứng vì sao hai con đang đều rung rồi. Và chúng ta ai sẽ thắng đây? Mời các bạn cùng xem tiếp nào. Ai sẽ thắng? Và cánh chim bảo lốc S đã thua. Thật là nhục nhã, quá nhục nhã đi. Vậy là phim cái gì nữa? 3, 2, 1, go. Và cái con này, cái con mà màu vàng nó đang phòng thủ tới cùng đi. Và cái chim bảo lốc đã bắt đầu tấn công sau một cú ngủ. Tấn công rất hết mà. Và tấn công cái người kia đã bung đá luôn rồi. Tùy chưa hoàn rồi. Và trận tiếp theo, cánh chim bảo lốc đang bắt đầu tấn công và đã yếu dần. Hai con đang từ yếu dần. Ai sẽ thắng đây? Một bên nghiêng và một bên lắng nghiêng đi. Và cái con cánh chim bảo lốc S đã thua. What the? Cái con này con này tôi giỡn được thế hơn cái con này. Radio Mango and Show. Trận tiếp theo chúng ta đã thấy con này quá cao đi nên mình đặt cái con
con chim gì đó, cái con chim màu đỏ mà xanh xanh để quên mất tên luôn. Nó đã đánh vô cái đế thì tôi sẽ có lợi thế hơn các bạn, hiểu không? Các bạn không hiểu thì các bạn hãy vô cái chỗ kia rồi bấm phần tiếng Anh rồi các bạn sẽ hiểu nha. Để đi cho nó dễ, anh này đã thắng rồi. Bây giờ ăn gấu. Câu tiếp theo, cái con cánh chim Block S đã quay một vòng và đã chán ngợp. Và khi con của Cecilia, cái con quay của Cecilia đang bắt đầu yêu dần. Và cánh chim Block đang đi chơi một mình vì nó quá lạnh. Và đã chạm nhau rồi, nhưng hai con thua rồi. Và bị ăn thắng rồi. Xem thường thường là cánh chim Block phải mạnh hơn trong phim là mạnh hơn kẻ địch đâu, nhưng ở ngoài ngực quá gì vậy, nhà nước địch gì mà ở đó tấn công đi, nó hút lực lại rồi ủa làm gì hút lực được, bạn mình vòng tròn thân sao hút lực được, với lại bạn đâu có quay trái đâu rồi hút lực được, thì điên à. Quay vậy mới được không? Ừ làm vậy mới được mà rất cứng nha các bạn. Ai chứ nhảy địch đó ăn thua rồi, địch ai nè địch và cánh chim một lốc ai ra là người thắng, người thắng chính là nhà chưa địch, nhà chưa địch chỉ còn một tí nữa thôi nhà địch cũng đã thua đã bằng nhau, chúng ta sẽ đấu với lại tôi sẽ lấy hàng này được ông trận con ma đi. Đâu nó nào các bạn. Chưa quan con. Trời ơi. Cecilia bị chủ quan rồi. Mẹ chết. Ta đã một cú hồng đinh quá ta chủ. Video này đã kết thúc rồi, các bạn hãy like và subscribe cho kênh mình được 100.000 sub nha. Nếu 90.000 subscribe là mình sẽ làm tiếp bốc thăm trúng thưởng. Rồi